Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin vận số ngày mai là ngày Tết Ông Công Ông Táo. Ngày Tết Ông Công Ông Táo này, quý bạn cần phải chú ý những vấn đề quan trọng sau về phong thủy. Ngày mai là ngày Nhâm Thân, có ngũ hành kiếm phong kim. Đây là một ngày tiểu hắc, ngày rất là xấu. Quý bạn cần phải hết sức cẩn trọng khi mà thực hiện các công việc ở trong ngày. Một công việc quan trọng nhất trong ngày Tết Ông Công Ông Táo đó là giờ lên hương. Chúng ta lên hương vào giờ này sẽ khởi khí khai lộc, cả ngày đó sẽ được thừa khí mà hưởng những lộc đó. Và khung giờ đẹp đó chính là giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ sáng, hoặc là giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ trong ngày. Và trong ngày này, nếu như chúng ta xuất hành đi xa thì sẽ cần phải chọn hướng Nam để đón được hỷ thần và hướng Tây để đón được tài thần. Và cũng cần phải cố gắng tránh khởi hành về hướng Tây Nam. Đây là hướng xấu, có thể ảnh hưởng không tốt đến tài lộc, sức khỏe và tình cảm của các bạn. Các bạn có thể sử dụng phong long phù để mà đốt nhằm hóa cát, chiêu tài trong cái ngày này để mà chúng ta may mắn hơn. Và khi chúng ta xuất hành về hai cái hướng đẹp đó ấy, cũng cần phải chọn những giờ đẹp. Và giờ đẹp trong ngày Ông Công Ông Táo này sẽ là khung giờ Đại An Tốc Hỷ và Tiểu Cát. Đại An sẽ vào giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, hoặc là giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Còn Tốc Hỷ sẽ là giờ Tị 9 giờ đến 11 giờ, hoặc là giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Còn Tiểu Cát sẽ vào giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, và giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Trong ngày mai, những khu vực tốt xấu cụ thể như là chính Nam, Trung Cung, chính Tây, Đông Bắc sẽ là những khu vực tốt nhất ở trong nhà của bạn, để bạn có thể dành nhiều thời gian ở đó, tiếp khách ở khu vực đó sẽ mang lại chúng ta nhiều may mắn hơn. Còn ngược lại, những khu vực xấu là Đông Nam, Tây Nam, chính Đông, chính Bắc và Tây Bắc sẽ là khu vực chúng ta nên hạn chế nhất có thể cái thời gian chúng ta hiện diện ở đó, để mà tránh những cái khí xấu của nó ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta. Và để phù hợp với ngũ hành ở trong ngày mai thì quý gia chủ có thể mặc trang phục thuộc hành kim hay là hành thổ, bao gồm các màu vàng, màu nâu đất, màu trắng, màu xám, màu ghi. Và bên cạnh đó thì thực đơn khuyên dùng cho ngày mai, chúng ta có thể dùng những vị cay hoặc là màu trắng, cụ thể như là sữa, này, kem, hành tây, rồi tỏi, củ cải, súp lơ, su hào, đậu phụ, quế, bạc hà, hành lá, thì là hay là húng. Và trong ngày mai thì chúng ta nếu như có những đại sự, chúng ta nên dùng những vật phẩm phong thủy mang hành phù hợp, và đặc biệt là phải tránh hành hỏa. Đặc trưng của hành hỏa là hình nhọn hay là hình tam giác, hoặc là những đồ vật có gam màu đỏ, màu hồng, màu cam. Trong mỗi một ngày thì các tuổi sẽ có thứ tự tốt xấu khác nhau. Và trong ngày mai, những tuổi tốt nhất sẽ là Tị, Tý, Thân và Thìn. Trong đó tuổi Tị sẽ có quý nhân giúp đỡ, là một ngày mà làm việc gì cũng hanh thông, đạt được những kết quả tốt do có quý nhân. Và tuổi Tý thì ngày mai là một ngày rất là may mắn, vì các bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc và vui vẻ ở bên gia đình. Có thể các bạn sẽ gặp được một người thân nào đó trong gia đình mà lâu ngày chúng ta mới đoàn tụ được. Và đặc biệt các bạn sẽ rất là may mắn ở trong công việc cũng như là việc xây dựng những mối quan hệ lâu dài cho mình nữa. Còn tuổi Thân thì các bạn sẽ có đào hoa nở rộ và sẽ được vượng vận trong ngày mai. Các bạn nếu như ngày mai các bạn đã có những cái mối quan hệ của mình rồi, các bạn có thể tận dụng ngày này để chúng ta có thể bày tỏ cái cảm xúc của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn được những đối phương như ý. Còn tuổi Thìn thì các bạn sẽ gặp khởi sắc ở trong sự nghiệp. Những người tuổi Thìn công danh sự nghiệp sẽ đều khởi sắc, và các bạn sẽ có thể được cấp trên đề cao về năng lực, hoặc các bạn gặp được những cái mối quan hệ cao cấp hơn cái vị trí của bạn, nhưng mà lại giúp đỡ các bạn trong cái khoảng thời gian sau trong vận trình công việc của mình. Và ngược lại, thứ tự thấp nhất về độ may mắn sẽ là Dần, Hợi, Ngọ, Tuất. Tuổi Dần các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, và đặc biệt là các bạn không nên mua nhà, không nên mua những cái vật phẩm, không nên mua những cái thứ có giá trị trong ngày mai, các bạn sẽ gặp khá là nhiều trắc trở. Còn tuổi Hợi thì cần phải cẩn trọng trong mọi việc, đặc biệt là những đối tác làm ăn với cả chúng ta sẽ cần phải thẩm định kỹ càng, vì rất có thể đó là những người tiểu nhân sẽ không mang lại cho những bạn, cho các bạn những cái lợi ích về phía các bạn. Tuổi Ngọ thì ngày mai cần phải chú ý một chút về thị phi, chúng ta tránh cãi vã, tránh to tiếng ở nơi công sở, và chúng ta cũng cần phải thẩm định lại kỹ cái mối quan hệ của chúng ta nếu như chúng ta muốn gắn bó lâu dài. Còn tiếp theo là tuổi Tuất. Tuổi Tuất các bạn sẽ gặp tiểu nhân gắn đường. Ngày mai những người tuổi Tuất có thể bị tiểu nhân đeo bám, các bạn hãy cẩn trọng trong công việc của mình, kẻo mà những sai sót của bạn sẽ khiến cho những người khác phải chịu hậu quả. Còn các tuổi Bình Hòa sẽ là Sửu, Mão, Mùi, Dậu. Tuổi Sửu thì tài chính các bạn sẽ đi lên. Ngày mai là tài chính của những người tuổi Sửu có dấu hiệu tăng tiến, tuy nhiên là vẫn chưa được nhận được sự bùng nổ nhiều. Còn tuổi Mão, ngày mai sẽ là một ngày bình hòa. Tết Ông Công Ông Táo, người tuổi Mão sẽ có một ngày bình hòa từ công việc, tình cảm đến sức khỏe.
Tuổi Mùi thì có một chút khởi sắc về tình cảm, có thể các bạn sẽ gặp một đối phương nào đó, tuy nhiên là đối phương đó chưa chắc đã đáp lại cái tình cảm của các bạn, nên là ngày mai các bạn hãy lựa chọn kỹ càng về cái mặt tình cảm của mình. Tiếp tới là tuổi Dậu thì có một chút cải thiện về sức khỏe, tuy nhiên là chúng ta cũng nên đi thăm khám để mà chữa dứt điểm cái căn bệnh nếu như các bạn đang có bệnh lý nền. Và ngày mai sẽ là một ngày các bạn có thể sẽ gặp phải những cái bệnh nhỏ như là đau bụng hay là va chạm ảnh hưởng đến tay chân. Vừa rồi là những vấn đề quan trọng trong ngày 14 tháng 1 2023, tức là Tết Ông Công Ông Táo. Hy vọng các thông tin hữu ích của bản tin vận số đã được cô đọng đúc kết như trên sẽ giúp các bạn đắc được thời vận và thêm phần chủ động để mọi việc được viên mãn và hành thông hơn. Trong những tiêu số tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những kiến thức về bản tin vận số. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.